Hello cả nhà của mình. Hôm nay em có thời gian rảnh đây. Em xách con Yaris Dan Limited ra em lên sóng cho anh em nha, cho anh em tham khảo cái dòng xe bên em nha anh em. Xe là thanh lý hải quan, hồ sơ cầm tay. Đặc biệt con này là Dan Limited, anh em biết đầu G016 nha. Đầu G016 trên thị trường cực kỳ hiếm nha anh em, cực kỳ ít. Mà con này được cái là nó là máy chưa trẻ, đầu chưa rớt nữa nè. Đen Limited nha anh em, 016 đầu nha. Đó, xe này thì để qua 5 tháng thì công an thanh lý thì nó có oxy hóa cày cũ theo 5 tháng. Thì em có tút tát lại nha anh em. Mình làm phiên bản giống như con xe thùng. Và đặc biệt là mình phải giữ lại được cái độ zin xe nha, zin 100% nha anh em, không lai bất cứ cái gì hết nha anh em. Không lai tất cả dù chỉ là một cái gì ở trên xe hết, đồ là đồ theo xe hết nha anh em. Máy thì máy chưa đụng, đầu chưa rớt. Nguyên cục máy là bỏ bằng bên đi, quan trọng phụ tùng trên xe. Ê, mình quay cận cảnh cho anh em xem nha. Là zin 100% hết nha anh em. Không 16 đồng Dan Limited. Bộ cần số zin của nó còn luôn nha anh em. Số móc nha. Tem sườn còn luôn này nè, đó, tem đầu bi lát, cục máy cực kỳ sạch, mới tinh rồi nha anh em, mới tinh nha, đó. Bao cho anh em là máy chưa trẻ, đầu chưa rớt nha anh em, xe nguyên con xe zin nha, con này bán 300 mấy triệu nha anh em, anh em nào quan tâm cái con này thì nhắc cái máy lên, alo cho mình. Anh em trên thị trường anh em thấy 14, 15, 17, 18, 19, 20 nhiều nha. Cái 016 đen này rất là ít nha anh em. Ít, thị trường rất là ít nha. Cực kỳ ít. Rồi, chào anh em nha.